đi không, ông về bây giờ. Ui. Ui nhanh thế. Chị bây giờ mới bóc được cái thứ hai. Để bóc nốt cái này cho chị nhá. Ơ thì ngày làm mình cũng có sốc xếp xô xí pha mình để ăn chị nhỉ. Ừ, nhưng mà của ông lại biết thì má một mình chết. Ừ, sao ông cho chị rồi đấy. Chị là được. Thôi chị xong rồi chị rồi, em lắp phô mai đi. Ừ. Của em là phô mai lắm. Thì thơm lắm. Mùi thấy mùi chị đã biết là ngon lắm rồi. Ui, em lên lắp nhanh lên. Xong bọn mình ăn cái phô mai trước. Rồi tí nữa ăn sốt cái y chi. Ô, lắp này. Ô, có bột phô mai à. Ở ngoài cũng ngửi thấy được. Wow. Thôi được rồi đấy. Yeah. Rồi. Wow. Mình cái sushi này đi. Xin. Wow. Ô, nhìn ngon quá. Yeah. Thôi chị ơi, chúng mình ăn nhanh thôi. Cái cùng. Còn một cái nữa thì bọn mình chia đôi nhá. Ăn cái này rồi. Em bảo nhiều hơn chị một ít đấy nhá. Ừ, sao rồi, em trao chị này lớn rồi. Bây giờ ăn cái số cải y chi thôi. Sớm quá. Thôi. Ô, nhìn ngon quá. Wow. Em ăn đi ngon cực. Ừ. À chị quên mất. Hả? Chị phải bóc thẻ bài đã. Ừ. Để chị xem mà thẻ bài gì. Hai chị em mình chơi chung mà. Ừ. Con của chị cũng mạnh này, con của chị 4 sao. Con của em 5 sao luôn. Ừ. Khi nào bọn mình có thêm xúc xích để ăn thì bọn mình sẽ có nhiều thẻ bài để chơi nhỉ. Ừ. Thôi bọn mình cứ ăn tiếp đi. Mấy mẹ tí ơi. Mà muộn bây giờ. Ai chà. Hai đứa chú nôm ăn vụng gì đấy. Dạ chúng con có ăn gì đâu ạ. À? Đúng rồi ạ. À. Thấy cái gì đây? Dạ... Con còn là xúc xích ạ. À. Xúc xích à? Xúc xích là cái gì? Ông ơi, xúc xích là cái này ạ. À. Hả? Đâu? Đưa em xem nào. Ông ơi, ông lấy con xúc xích này, ông xin. Ủa, xúc xích là cái này á? À? Thì tí đấy. Ô, bây giờ ông chấm bằng cái nào? Ông chấm bằng cái này ạ. À. Ui, ngon đấy. Đâu xem nào, để biết là ngon không? Chắn ngon đấy ông ạ. Có đâu không? Lần đầu tiên ông ăn luôn này. Em ăn không ạ? Em không ăn đâu. Ngon nhỉ? Thế cô tí cũng ăn không? Ngon không? Công nhận ngon rồi đấy. Thế mấy đứa còn ngon không? Không ạ. Thế mấy đứa mua ở đâu ấy? Ngon đấy. Ngay ngoài kia ấy ạ. Người ta bán nhiều lắm ông ạ. Ông ơi, xúc xích vừa ngon lại còn có thẻ bài để chơi nữa này không? Ai đây? Ngồi đây ạ. Khi nào ông rảnh rỗi thì ông chơi với bọn con. Ông ơi ông, nếu mà ông muốn ăn thì ông đưa tiền đây con đi mua cho ông. Được, thế bao nhiêu tiền một hộp? 10.000 ạ. 10.000 á? Ừ. 10.000 một hộp á? À? Thôi, một trong hai hộp thôi, đắt quá. Hai hộp là ông hết 20.000 rồi. Ôi, ông ơi, ông mất công mua rồi thì ông mua 5 hộp luôn đi. 5 hộp á? Vừa có nhiều thẻ bài lại còn có đồ ăn ngon. Để bọn mày ăn hết của ông à? Ông ơi ông, ông chỉ cần cho con thẻ bài, con chơi với ông thôi. Còn đâu xúc xích con cho ông ăn hết. Thế cũng được. Vâng. Thôi mày đi mua cho ông 5 hộp này. Đây, đi mua rồi về nhanh đi.
Không muộn rồi đấy. Thế chúng mày lấy tiền đâu ra mua xúc xích cho nhau ăn đấy? Ra đấy là tiền ông cho bọn con xong bọn con tiết kiệm rồi mua ấy ạ. Chúng mày mà lấy trộm đồ ông đi bán, ông mà biết được chết. Bố ông đúng là keo kiệt, chỉ được cái tham ăn thôi. Con này đi đâu mà lâu ấy nhở? Hay lại trốn đi đâu chơi rồi? Ông ơi quá. Ôi, vừa nói phát đến luôn. Con này được. Ông ơi, chỉ có 4 lô thôi, người ta bán chạy quá. Đây, con giả ông 10.000 thừa. Ừ, tưởng mày lấy tiền của ông. Ông ơi, ông giữ lời hứa là cho bọn con thẻ bài rồi nhá. Ừ, ta đi ông cho ông rồi. Ông đã bảo cho chúng con rồi, ông lại bảo lại cho ông. Thôi, bọn con bóc nhá. Bóc đi. Ông ăn vị phô mai nhá, lát bóc phô mai nhá. Con đang bóc rồi ạ. Ừ, bóc với cả xúc xích cho ông nhá. Vâng ạ. Xúc xích có cả vỏ kìa. Quá. Ừ. Lấy thẻ bài đi, ông không cần. Ông cần ăn thôi, đói quá. Thẻ bài rất vui. Ừ. Ông Nami. Wow. Ừ. Đấy chị ơi nữa này. Vui nhiều quá. Xúc xích của ông được chưa? Đấy sắp rồi, được rồi ạ. Này. Wow. Bắt cho ông nhanh lên. Anh ạ. Sanji. Ừ, Sanji á, đâu? Ừ. Ui, Sanji à, 4 sao. Ông ơi, con vừa bắt thẻ Luffy đấy. Luffy á? Vâng, là vua hải tặc mũ rơm đấy không? Vua hải tặc á? Thôi nay em có hải tặc. Thôi nào mà chẳng có hải tặc á. Thế đây ông xem mặt mũi em à? Em tí đang cầm ạ. Ừ. Ông ơi, có ông được rồi đấy ạ. 5 sao luôn. Đâu? Ông ơi. Ở đây ông ăn đi ông ạ. Ui. Này, phô mai ngon đấy. Cầm chơi đi. Chị xét ơi, chúng mới có tất cả là 6 cái thẻ bài rồi đấy. Ừ, nhiều quá. Ừ. Lúc nào mình chơi bài cùng phú ông đi. Ông chưa biết chơi đâu. Nhớ lợi cho ông đấy. Vậy ông ăn đi để bọn con dọn. Ừ. Nhưng mà đừng có lấy xúc xích ông ấy nhá. Vâng ạ. Xúc xích này hơi bị ngon đấy. Con đem đi cắt cho ông nhá. Ông ơi, con quên mất. Nếu mà ông ăn xúc xích này thì ông sẽ trúng rồi. Hơi bị nhiều phần thưởng giá trị luôn. Ơ, phần quà hấp dẫn á? Phần quà gì đấy? Có 3 phần quà. Là xe jeep điện này, đồng hồ điện tử và xe địa hình ạ. Ôi thế á? Nghe hấp dẫn thế. Vâng, hơi bị hấp dẫn luôn. Nên ông phải cho bọn con tiền để mua xúc xích farm. Để trúng ra nhiều phần thưởng. Nếu trúng phần thưởng thì nhớ đưa cho ông nhá. Còn nếu không trúng thì ông sẽ cho chúng mày thẻ bài để chơi. Vâng, con cảm ơn ông. Con hy vọng là ông con sẽ trúng được nhiều phần quà. Để trúng quà thì làm sao để nhận quà? Ông chỉ cần truy cập vào trang sushifarm.com rồi nhập mã thẻ vào. Mà ông phải giữ lại thẻ đấy, nếu không là không trúng được đâu. Ừ, được rồi. Khi nào ông ăn ấy, cái chỗ xúc xích này, ông ấy cho chúng mày thêm tiền nhá. Để mua thêm cho ông ăn. Yeah, ông ăn nốt đi ạ? Ừ, ông ăn đây.